Hiệp phụ trận chung kết World Cup 2006 đáng nhớ, Materazzi cao hơn 1m9, đổ gục như chuối trước cái nhìn căm phẫn của Zidane. Tiếng huýt sáo vang vọng trên khán đài, đến từ cổ viên Ý cũng có, cổ động viên Pháp cũng có. Chỉ có vài người trong số họ hiểu chuyện gì vừa xảy ra, vì những ánh nhìn của số đông đang hướng về phía vận động của trái bóng. Trọng tài Eli Rondo khi đó nháo nhác tìm kiếm những sự trợ giúp từ các trợ lý, bởi ông cũng giống đám đông, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Rồi sau đó trọng tài người Argentina, vốn bản thân chẳng nhìn thấy gì, đã lấy thẻ đỏ ra khỏi túi, giữ chặt trong tay và đứng thẳng, với ánh mắt nghiêm nghị, giơ nó về phía Zinedine Zidane. Tấm thẻ đỏ dành cho cầu thủ vốn đang là người chơi hay bậc nhất trận chung kết ấy. Anh lẳng lặng bước đi, bước qua cả cúp vàng, và khi đó người hâm mộ Pháp bắt đầu nghi ngờ về một chiến thắng, khi người đàn ông mà họ tin tưởng nhất đã rời trận đấu một cách khó tin nhất. Băng quay chậm bắt đầu mô tả những gì xảy ra. Một cú húc đầu, chính xác là một cú húc đầu thẳng vào ngực đối phương của Zidane. Nếu mọi chuyện đơn giản là thế, tấm thẻ đỏ ấy là quá xứng đáng dành cho số 10 của đội tuyển Pháp. Nhưng hãy lắng nghe lời phát biểu của nhân vật phụ Materazzi. Trong quá khứ, tôi đã đi quá giới hạn cho phép và tôi muốn xin lỗi vì tất cả những gì đã xảy ra. Tôi đã học hỏi và trưởng thành lên rất nhiều từ sai lầm đó. Marco đã đi quá giới hạn cho phép như thế nào để phải nói lời xin lỗi? Tại sao người bị hại là anh ở tình huống cụ thể đó lại tự cho mình đã mắc sai lầm? Cả thế giới đã cố gắng để tìm câu trả lời xác đáng nhất và những câu chuyện cứ ngày một thú vị hơn. Marco Materazzi cao 1m93 là một cầu thủ mạnh mẽ, máu lửa, sút phạt tốt, chơi bóng được bằng cả hai chân, nhưng không giỏi trong việc kiềm chế bản thân hay sử dụng tiểu xảo với đối phương, và đặc biệt là lối chơi vào bóng quyết liệt. Người Ý nhìn anh như một diễn viên điển trai nhưng lại vào vai mafia, và đó là một phần lý do khiến nhiều người không thích cầu thủ này. Ngày còn thi đấu ở Everton, Materazzi từng phải nhận tới 3 thẻ đỏ và 12 thẻ vàng chỉ trong vòng có 27 trận thi đấu cho đội bóng này tại Ngoại hạng Anh mùa 98-99 và sau đó phải trở lại Ý ngay mùa giải kế tiếp. Anh ấy dường như không thể chơi bóng đá Anh. Anh ấy luôn bị đuổi hoặc bị thẻ vàng. Một hoặc hai thẻ ban đầu thì không sao, nhưng sau đó anh ấy tạo ra ấn tượng xấu với các trọng tài Anh và điều đó khiến mọi thứ tệ hơn. Marco không phù hợp với bóng đá Anh. Anh ấy quá hoang dã. Sau 2 năm trở về câu lạc bộ Perugia, Materazzi được triệu tập lên đội tuyển Ý từ năm 2001 nhưng không thể cạnh tranh với bộ đôi Nesta Cannavaro. Điều này duy trì đến trận đấu cuối cùng của bảng E World Cup 2006. Nesta gặp chấn thương ở phút 17 và khi đó Materazzi mới được trao cơ hội. Chỉ mất có 9 phút góp mặt trên sân, Materazzi đã có bàn thắng mở tỷ số vào lưới Cộng hòa Séc và giúp đội tuyển Ý xếp đầu bảng. Vòng loại trực tiếp, anh đã phải nhận thẻ đỏ vì phạm lỗi với Bresciano trong trận gặp Australia. Người đóng thế là Bajagli đã thể hiện tốt ở trận thắng Ukraine 3-0 sau đó. Nhưng huấn luyện viên Lippi tiếp tục tin dùng Materazzi ở trận bán kết gặp Đức, rồi sau đó là Pháp ở trận chung kết. Một lần nữa, Materazzi trở thành tâm điểm. Ở Ý, Materazzi là biểu tượng cho một hậu vệ chuyên chém đinh chặt sắt. Người ta gọi anh là cầu thủ giỏi nhất trong những pha cùi chỏ. Anh cũng từng bị treo giò 2 tháng vì nhổ nước bọt vào mặt Cirillo, làm cho Inzaghi phải nhập viện hay tặng cho Shevchenko một phát vào vùng kín. Vì những thành tích có phần bất hảo đó mà trọng tài đã chỉ tay vào chấm phạt đền dù cho Materazzi chưa chạm vào Florian Malouda trong vòng cấm, dẫn tới quả phạt đền của Zidane ngay ở những phút đầu trận. Và đó là trận chung kết World Cup 2006. Tôi vẫn nhớ cảm giác thất vọng đó. Tôi đã cầu nguyện để Zinedine Zidane đá hỏng, rồi tôi tự bảo mình rằng đừng bỏ cuộc. Sau đó, định mệnh đã tặng cho tôi cú ghi bàn không thể quên. Với những cầu thủ non kinh nghiệm hoặc tâm lý không vững sẽ khó lòng bình tĩnh trở lại. Còn Materazzi chẳng mất quá nhiều thời gian để lấy công chuộc tội bằng pha đánh đầu tung lưới 3T, quân bình tỷ số và đưa trận đấu vào thời gian hiệp phụ. Cựu tiền đạo Gigi Riva của câu lạc bộ Cagliari, một huyền thoại của bóng đá Italia, người từng ghi 35 bàn trong 42 trận chơi cho đội tuyển quốc gia, đã đích thân nói với Materazzi sau này: "Marco, tôi sẵn sàng đổi 100 bàn thắng của tôi để có một bàn thắng đó của cậu." Đó là khi tôi nhận ra tầm quan trọng của những gì đã làm. Ở đó tôi nhìn thấy tầm quan trọng của một đội bóng siêu Việt chỉ có thể chinh phục World Cup bằng sức lực và tinh thần của một đội như đội tuyển Ý mùa hè năm 2006.
phút 109, đám đông trên sân la ó, một điều gì đó đã xảy ra. Marco Materazzi nằm dưới đất, trông có vẻ đau đớn. 700 triệu người theo dõi trận chung kết qua màn hình TV không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Tất cả sự tập trung đã dồn vào quả bóng lúc đó đang ở phần sân bên kia. Vài người dự đoán David Trezeguet đã làm gì đó, nhưng họ không chắc chắn lắm. Gianluigi Buffon là người quyết liệt nhất lúc đó. Thủ môn đội tuyển Italia lao ra ngoài sân để khiếu nại với các trọng tài biên. Trên băng ghế huấn luyện, Marcello Lippi tỏ ra tức giận và bị chặn lại khi muốn vào sân. Trong khung cảnh hỗn loạn ấy, Zinedine Zidane bình tĩnh một cách lạ kỳ. Khi tôi thấy Materazzi nằm trên sân và cách tôi khoảng 30-40 mét, nên tôi dừng trận đấu và tôi tự hỏi chuyện gì có thể xảy ra vậy. Rất nhanh, tôi hỏi các trợ lý về chuyện gì đã xảy ra, nhưng tất cả họ đều không biết. Và khi tôi đã nghĩ đến việc mình gặp rắc rối, thì thiên thần của tôi xuất hiện. Đó là Luis Medina Cantalejo, trọng tài thứ tư. Ông ấy đã nói với tôi rằng, thật đáng sợ, Zidane đã húc đầu vào ngực của Materazzi. Đạo diễn hình nhanh chóng giải đáp thắc mắc. Zidane húc thẳng đầu vào ngực Materazzi mà không cần bất kỳ va chạm nào trước đó. Một tình huống đánh nguội công khai, phi thể thao. Tôi chỉ nắm áo anh ta có một vài giây, vậy mà anh ta đã quay lại và nhìn tôi với một ánh mắt rất khinh bỉ, cực kỳ ngạo mạn, với cái vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Anh ta nói, nếu mày thực sự muốn cái áo của tao, thì chốc nữa mày sẽ có được nó. Vì vậy mà tôi mới chửi lại và bị anh ta húc đầu vào ngực. Đúng là tôi có lăng mạ Zidane trước đó. Anh ta đã dùng những lời lẽ lăng mạ mẹ và chị gái tôi đã cố để không phải nghe thấy những điều đó. Nhưng anh ta cứ lặp đi lặp lại nó, hết lần này đến lần khác. Đôi khi những từ ngữ được thốt ra còn tệ hơn thế. Và khi anh ta nói đến lần thứ ba, tôi đã phản ứng lại. Đài truyền hình nổi tiếng Globo của Brazil đã mời các chuyên gia về kỹ thuật âm thanh để phân tích qua băng hình xem Materazzi đã nói gì với Zidane. Tờ The Times cũng thuê chuyên gia đọc môi hàng đầu của nước Anh và cả phiên dịch tiếng Ý để phân tích băng hình. Và cả hai đều đưa ra kết luận có thể nói là gần như nhau. Theo Globo, hậu vệ của Italy đã hai lần gọi chị gái của Zidane là con điếm, rồi sau đó lại tiếp tục chửi thẳng mặt Zizou là một tên khủng bố. Tờ The Times thì viết, theo những phân tích kỹ lưỡng, có thể khẳng định rằng Materazzi đã gọi Zidane là con trai của một con điếm. Trung vệ này còn mong một cái chết tồi tệ đến với gia đình của Zidane. Chắc chắn là tôi không hề gọi anh ta là kẻ khủng bố, thậm chí tôi còn không biết một tên khủng bố Hồi giáo là gì nữa. Tôi cũng không hề đề cập đến mẹ của anh ta. Mẹ của tôi đã mất khi tôi còn là một đứa trẻ, vì thế không bao giờ tôi có ý định xúc phạm mẹ Zidane. Với tôi, bất kỳ một người mẹ nào cũng đều thương liêng. Sau khi nói chuyện với các trợ lý của mình, trọng tài chính Horacio Elizondo chạy về phía đội trưởng đội tuyển Pháp. Ông giơ tấm thẻ đỏ lên, Zidane bị đuổi. Số 10 của Le Bleu giơ tay giải thích rằng anh đã bị kích động, nhưng mọi thứ không thay đổi. Pháp chỉ còn 10 người ở phút thứ 110 trận chung kết World Cup 2006. Zidane tóm lấy cánh tay tôi, cậu ấy thừa nhận rằng mình đã húc đầu, nhưng hỏi tôi, ông có nhìn thấy chuyện gì đã xảy ra trước đó không? Cậu ấy không nói với tôi là chuyện gì đã xảy ra, hay Materazzi có khiêu khích cậu ấy không? Đó cũng không phải là một lời tố cáo ngược. Cậu ấy chỉ giải thích với tôi một cách chính xác và bằng tiếng Tây Ban Nha hoàn hảo là tại sao cậu ấy phản ứng như thế. Nếu tôi xin lỗi Materazzi về hành động đó, tôi sẽ tự mình đánh mất lòng tự trọng và sự tôn trọng với những người tôi yêu quý bằng cả trái tim mình. Tôi xin lỗi làng bóng đá, người hâm mộ và đội bóng. Sau trận đấu, tôi vào phòng thay đồ và nói với họ, hãy tha lỗi cho tôi, điều này chẳng thay đổi được gì, nhưng tôi xin lỗi mọi người. Nhưng đối với anh ta thì tôi không thể và không bao giờ. Đó sẽ là một nỗi sỉ nhục lớn. Tôi thà chết còn hơn là nói lời xin lỗi anh ta. Không ai giận Zizou cả. Ngoài ra chúng tôi cũng không biết liệu việc đó có thay đổi được gì không. Anh ấy đã bị đuổi ra, chúng tôi biết là tại sao. Nhưng các cầu thủ vĩ đại thường hay bị khiêu khích. Tất cả chúng ta đều thấy Zizou đã đem lại gì cho bóng đá. Ngay cả trong kỳ World Cup này, chúng tôi cảm thấy rằng anh ấy rất thất vọng về việc bỏ lại 10 người chúng tôi. Về sau, anh ấy nhận ra rằng mình đã rơi vào bẫy của cầu thủ người Ý. Chính Materazzi mới là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu này, chứ không phải là Pirlo. Anh ta ghi một bàn thắng và khiến Zidane phải rời sân. Đội tuyển Ý lên ngôi sau loạt penalty định mệnh. Khi đó nhiều cổ động viên đổ lỗi cho Zidane và tờ Le Quip thậm chí còn coi anh là một tấm gương xấu sau cú húc đầu lịch sử. Quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng mạnh nhất bởi dân nhập cư gốc Phi không thể bỏ qua cơ hội này để đào bới lại quá khứ của Zidane. Anh lớn lên ở thành phố cảng Marseille, nơi mà thói côn đồ hung hăng là điều mà bất kỳ đứa trẻ nào cũng phải có. Zidane còn là dân nhập cư gốc Algeria, những định kiến bay tới tấp vào Zizou.
Tờ L'Equipe mô tả Zidane là trẻ con tiểu học và không quan tâm tới luật lệ. Báo chí thế giới hùa theo với dẫn chứng 14 chiếc thẻ đỏ trải dài sự nghiệp, trong đó có cú húc đầu vào mặt của Jochen Kien tại Champions League 2001 khi anh vẫn còn khoác áo Juventus. Nhưng cuối cùng người Pháp vẫn yêu mến anh, 61% người dân nói họ sẵn sàng tha thứ cho Zizou, 51% nói rằng họ cảm thông cho hành động khiếm nhã đó. Người dân đã tha thứ ngay khi Zidane trở về sau cái đêm Berlin đáng quên ấy, khi họ gọi vang tên anh ở quảng trường Concorde. Nhưng những tranh cãi vẫn được đẩy đi xa. Cú húc đầu của Zidane khơi mào cuộc tranh cãi ngoài bóng đá về đạo đức, có lẽ là lớn nhất trong lịch sử túc cầu. Bạn sẽ phải làm gì nếu cha mẹ bị xúc phạm, đứng nhìn hay giương nắm đấm? Hàng loạt những biểu mẫu điều tra xã hội học đã được thực hiện chỉ bởi cú húc đầu của Zidane ở trận chung kết World Cup. Tôi hiểu và thông cảm với phản ứng của anh ấy, bởi áp lực đối với các cầu thủ vào thời điểm ấy là rất cao. Nhưng tôi lại không lý giải được những gì diễn ra sau đó. Zidane được tha thứ, còn tôi, nạn nhân của cú húc đầu thì vẫn bị căm ghét. Phải chăng vì chúng tôi đã để mọi người đồn đại quá nhiều trước khi nói ra sự thật? Cho đến tận năm 2016, không ai cảm thấy ngạc nhiên khi Marco Materazzi đã đánh bại Harald Schumacher và Samir Nasri để giành danh hiệu cầu thủ bị ghét nhất trong cuộc thăm dò của bóng đá Pháp. Dù vậy, với người Ý, Materazzi được chào mừng như một người anh hùng. Thứ Bảy ngày 15 tháng 7 năm 2006, sau khi giành một suất dự giải German Grand Prix, tay đua nổi tiếng Valentino Rossi thậm chí còn mặc một chiếc áo có in tên của Materazzi. Sau đó, những án phạt của FIFA đã được đưa ra cho cả Materazzi và Zidane. Cầu thủ người Pháp phải nộp 4.700 euro tiền phạt và chịu án treo giò quốc tế 3 trận. Còn hậu vệ người Italy phải nộp 3.100 euro cùng án treo giò 2 trận. Tuy nhiên, do Zidane đã giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế sau World Cup, hình phạt được chuyển thành 3 ngày hoạt động công ích. Cả Zidane lẫn Materazzi đều đã chấp nhận hình thức kỷ luật của chúng tôi. Bản thân hai cầu thủ này cũng xin lỗi FIFA và bày tỏ sự nuối tiếc về những hành vi không đẹp mà họ đã gây ra ở cuối trận chung kết World Cup 2006. Người Pháp hoàn toàn ủng hộ mức phạt thông minh, công bằng và tình người của FIFA. Thật là bất công khi cấm một cầu thủ thi đấu vì những gì anh ta đã nói trên sân cỏ, nhưng không phải là lời lẽ phân biệt chủng tộc. Đây là lần đầu tiên có một án phạt như thế. Đơn giản chỉ bởi Materazzi là người Ý và FIFA không muốn phạt nặng một huyền thoại như Zidane dù anh ta làm sai. Án phạt này khẳng định tiếng nói của Liên đoàn bóng đá Ý ở FIFA chẳng có chút trọng lượng nào. Còn với người Pháp nói chung và Zidane nói riêng, sau này họ đều thừa nhận họ đã để thua Marco Materazzi trong trận chung kết World Cup 2006 đầy nghiệt ngã đó. Số phận đã chọn Materazzi để trở thành kẻ gây hấn, nhưng cũng biến anh trở thành người hùng trong một trận đấu vô cùng quan trọng. Còn khái niệm chơi đẹp hay chơi xấu thì sẽ tùy vào nhận định của những cổ động viên. Với Zidane cũng vậy, anh là tội đồ hay là một người hùng của cảm xúc và tự tôn cũng luôn là một ranh giới rất mong manh mà chẳng ai có thể phân định một cách rạch ròi. 6 năm sau, năm 2012, một bức tượng cao 5m miêu tả Zidane đang nhắm đầu vào ngực của Marco Materazzi đã được dựng lên phía ngoài bảo tàng nghệ thuật hiện đại của trung tâm Paris, Pompidou, như một lời nhắc nhở. Và 6 năm sau đó, nước Pháp lại có chức vô địch World Cup 2018 một cách đầy thuyết phục. Thời gian có thể xóa nhòa những ký ức, nhưng hình ảnh húc đầu của Zidane vào ngực Materazzi chắc chắn sẽ còn mãi lưu lại trong tâm trí của người hâm mộ.